Việc nói về đạo bữa nay, về thiên tâm, để cho những người đang bị cách ly, đang bị cách ly, đang ở nhà trong phòng cách ly tự chữa bệnh, không biết ngày mai mình có còn thấy mặt trời hay không, thì việc nói cái này gieo duyên thêm một lần nữa, chứ không phải là truyền đạo nhau gì. Cái đạo thiên tâm này á là của thượng đế, của cha với mẹ đặt ra cho đúng cái thời kỳ của sàng lọc mình nè. Mình không có cần phải theo thầy hay theo chùa hay là chấp lễ nghi gì hết, nhưng về hướng đông bắc, ở trong phòng mình đang bị cách ly á, có cái gì á, thì mình thắng cái đó, có một chai nước cũng thắng được. Xin cha mẹ cho con một cái tên để được về thiên, tại vì mình đang bị covid mà đang trên giường bệnh phòng hấp hối, hay là mình đang bị cách ly ở trong một trong nhà mình mà mình có ra đi gia đình chưa biết được á, thì mình thắng có cái tên để khi linh hồn có mắt á, mình ít nhất á là cũng giống như mình có cái passport đi về trời. Còn hơn bây giờ không có, không biết đạo, không biết cái linh hồn mình sẽ đi về đâu, mình sống thì mình sống được nhưng mà chết không quan trọng. Thì cái đạo thiên tâm á, cái dấu hiệu thiên tâm này á, đã có từ ở trên trời là đã có cả ngàn năm rồi, có thể lâu hơn thiên tâm. Nhưng mà khi xuống thế gian này á, những người đầu tiên mà đeo cái dấu hiệu của cha đó là chỗ này nè, thì là những người tù nhân của mấy bác mà của thời trước năm 75 á, thời của Nguyễn Thiệu mà bị bắt ở Hà Nội á, thì lúc đó trên mới thương mới cho ra cái dấu hiệu này để đeo, để tránh bom đạn của Trung Cộng nó bỏ vô những cái trại tù thời năm 79 ở ngoài, trại tù Nam Hà của tỉnh Hà Nam đến Bắc Việt Nam, thì dấu hiệu ra đời của nhân loại từ thời đó thì biết là từ thời đó. Nhưng cho đến năm 2017 á, ngày 16 tháng 3 năm 2017 đó, thì cho nó mới cho được biết là bắt đầu từ 18, 19, 20, 21 là những năm cuối cùng của sàng lọc, tức như là sẽ có nhiều người chết khủng khiếp đó. Thì lúc đó cha đó với mẹ thì bây giờ ngồi ở trên, ngồi trên 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 này, ngồi trên chánh điện đó, thì lúc đó cha mặc nguyên bộ long bào màu đỏ nha, mẹ mặc áo vàng, ở trên đầu của kiệt đó, thì một cái tòa sen lớn khổng lồ Phật Di Lặc ngồi trên, thì bắt đầu cho gọi là công bố cho cái đạo thiên tâm này ra đời để cho kịp cứu những chúng sanh hữu tình có duyên để mà được ở trên rước về giờ đó. Chứ không phải mình nói là để mình tu không kịp, không phải như kiểu anh ấy chỉ cần mình ghi tên là dĩ nhiên là tu, bây giờ là không phải tu kịp hết, chính là ta tu cả đời mà đâu phải tu chỉ mới có mấy ngày, mà nhất là bệnh rồi mới chịu tu, nhưng mà ít nhất á, mình cũng giao duyên là lấy cái họ thiên. Thí dụ tôi tên là Nguyễn Thị Bích thì cứ lấy cái chai nước thôi, đặt về đúng đông bắc là lại xin cha thượng đế mẹ Phật mẫu cha trời mẹ đất cho con cái tên là Thiên Bích. Thì từ đó đó các chư vị hai bên giai mình với ông Thổ Địa ngay trong nhà của mình á, ông nghe được thì ông ghi tên, ông gửi về cho ảnh, giống như mình đi vô Zalo hay là Facebook hay là Facebook hay là YouTube mình sign up một cái account vậy đó, thì cái thể thiên tâm nó cũng vậy thôi. Mình ở bên cõi vô vi á, khi mình mất á, con ma, con ma rước, con quỷ quỷ rước, rồi con tiên, con Phật, con thần, con thánh, con Bồ Tát đủ hết, ở đâu cũng có hết, thì mình không biết mình đi về đâu, nhưng mà khi mình ghi thiên tâm á, là mình được đi hết về trời, là về cõi trời. Thì hôm nay thì thấy Việt Nam có nhiều người bị Covid, cũng sẽ có người chết, cái nghiệp Việt Nam còn nặng cho nên cũng chưa có dứt nghiệp. Từ đây cho tới cuối năm nó còn nhiều nhiều chuyện xảy ra nữa, cho đến khi chiến tranh xảy ra. Thì kiểu nói sơ về cái thiên tâm là vậy, là của Phật Di Lặc sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới để mà thành một đạo, thì nhân loại lúc đó mới không còn gọi là thánh chiến, không còn có những cái người như đạo Hồi rồi đi ở bên Trung Đông á, tối ngày giết nhau, rồi có gì đó Bin Laden hả, rồi có mấy Hồi giáo, rồi bây giờ có thêm Taliban rồi đó, ý là mấy thằng ở bên Afghan đó, thì sau này không ai còn giành thượng đế của mình nữa, mà là chung hết, thượng đế chỉ có một, chỉ có cha trời mẹ đất sanh ra tất cả nhân loại, tất cả các chư Phật chư thánh, cả Chúa Giêsu, cả Phật Thích Ca, Phật Di Lặc hay là ngoài tất cả các vị Phật đều là con của thượng đế hết. Ngài là cái thân cây cứ mấy nghìn năm đó, thượng đế là cái thân cây, cứ mấy nghìn năm thì có ông Mohammed là thành ra đạo Hồi, là cũng gần hết cái trái đất này, gần hết thế giới theo đạo Hồi, thì là một nhánh cây. Rồi tới Chúa Giêsu 2000 năm về trước cũng là một nhánh cây, rồi đạo Phật cũng 2000 mấy năm về trước cũng là nhánh cây. Khi cái nhánh cây á, nó cao lên á, thì phải cắt bỏ cái nhánh, thì cái cây nó mọc thẳng lên nữa, thì nó sẽ ra cái nhánh mới để nó thích hợp với cái không gian của thời mới. Thì cái đạo thiên tâm á, là của đích thân cha đặt ra nha, thì chỉ là người truyền tin cho quý vị biết. Thì là người công bố từ năm 2017, tháng 3 ngày 16 năm 2017 ở tại Điện Mẫu ở núi Thiên Long Sơn. Còn ở trên trời thì không biết, có thể cả ngàn năm, 2000 năm ở trên trời có cái chữ thiên tâm, có đạo thiên tâm. Thì xuống thế gian thì lúc đó các chư vị từ bi không có muốn những người tù cải tạo mà bị chết một cách oan uổng, cho nên mới mới cho ra cái dấu hiệu này. Từ trong đó lúc đó mấy bác ở trong tù mới lấy mũ hay lấy gỗ trong rừng thì mới khắc cái dấu thiên tâm rồi đeo. Còn mình ngày hôm nay mình làm bằng thiết, bằng gì cũng vậy thôi, đâu có khó đâu. Rồi bây giờ mình đang bị Covid mà đang nằm ở nhà nữa, mình đeo cái dấu này được ấn chính bởi tất cả các Phật, các chư Phật, các chư Bồ Tát, các chư Thánh, chư Thần và cả bên nói chung là này là gọi là bao gồm lại hết tất cả bên Hồi giáo nữa. Thì khi mình đeo cái này á, con virus này nó là một dạng âm binh, nó đi tìm những người nào mà không có hào quang hoặc là những người tạo nghiệp nhiều á, thì nó nhào vô nó hùng, thì lúc đó mình bị bệnh. Cho nên ở trên nó dạy là phải đọc chú Đại Bi, rồi phải đọc kinh Thiên Tâm, là kinh cũng là giống như kinh nhập tụng của bên Đại Thừa thôi, giống giống vậy thôi. Thì khi mình đọc chú Đại Bi á, cái hào quang của mình á, ở trong á, cái luồng điện đó là mình ngồi đọc kinh á, thì người mình cái tư tưởng nó giống như cái máy chạy điện như cục pin vậy đó, nó ra điện. Thì người mình có hào quang thì con có bích á, nó không có xâm nhập vô được, cái đó là sự thật đó, chú Đại Bi. Rồi mình đeo dấu này nữa thì cái cơ hội mình bị á, nó nếu mà nghiệp nặng á, tại con Covid là thuộc dạng nó xả nghiệp nha, nó có mắt nó biết ngó người á, tự mình không qua để ý, nó con Covid nó có mắt thần á, thì người nghiệp nặng á thì xả nghiệp thì bị một vài ba ngày thì hết, còn người người mà nghiệp nhẹ đó thì sẽ không bị đó, thì nên đọc chú Đại Bi đeo dấu này vô lấy họ thiên. Hôm nay thì chỉ nói sơ về thiên tâm là vậy, thì cái nguồn gốc là từ trên trời có cả nghìn nghìn năm, thì xuống thế gian là năm 1979, thì những cái trại tù á thì mấy bác nó đeo cái đó, rồi đến khi phiên tới lúc mà biết là ở trên công bố để cho việc biết và lộ cho tới ngày hôm nay á, là năm 2017, thì lúc đó ở tại núi Thiên Long Sơn thì có 12 người, thì cái 12 người lúc đó làm một cái lễ, thì cha ngồi ở trên bệ